D.O. tắc kè hoa của EXO không gì là không thể. D.O. vừa là tên gọi khác của Do Kyung Soo, vừa là cái tên đầu tiên mà anh được công chúng biết đến. D.O. được công bố là thành viên chính thức thứ 8 của EXO vào ngày 30 tháng 1 và sau đó ra mắt công chúng cùng nhóm vào ngày 8 tháng 4 năm 2012. Tháng 7 năm 2013, D.O. góp mặt trong bài hát Goodbye Summer nằm trong album phòng thu thứ 2 Pink Tape của nhóm nhạc nữ cùng công ty f(x). Tháng 12 năm 2013, D.O. cùng hai thành viên Baekhyun và Chen thể hiện Miracles in December, bài hát chủ đề nằm trong mini album mùa đông cùng tên của EXO. D.O. nhanh chóng gây chú ý nhờ dòng hát cuốn hút, nội lực. Cùng với sự phát triển của EXO, D.O. đã gây dựng cho mình một lực lượng fandom hùng hậu. Sau đó, anh bắt đầu hoạt động với unit It's Okay và ngày càng tỏa sáng hơn. D.O. đã chinh phục người hâm mộ nhờ dáng vẻ nghiêm túc, cuốn hút trên sân khấu và cả sức hút đặc trưng khi tham gia chương trình giải trí cùng các thành viên khác. Những diện mạo đa dạng thể hiện khi hoạt động cùng EXO vẫn luôn là lý do khiến các fan không ngừng yêu mến anh. Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng SM, Do Kyung Soo là một trong số ít idol có được sự công nhận từ giới chuyên môn cũng như khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên. Tài năng của anh đã góp phần phá vỡ định kiến thần tượng đi diễn ở showbiz Hàn. Từ ca hát, nhảy đến đóng phim, không có gì Do Kyung Soo không làm được. Anh vừa là thành viên của nhóm nhạc EXO và cũng là diễn viên Do Kyung Soo nổi tiếng. Dù là ở vai trò nào, anh cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Trong thời gian gần đây, nam idol đang thể hiện khả năng diễn xuất và khẳng định vị thế với danh xưng diễn viên Do Kyung Soo. Qua mỗi vai diễn, dù là ở phim điện ảnh hay phim truyền hình, thì cái tên này đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Sự khác biệt từ ngoại hình đến tính cách. EXO ra mắt vào năm 2012 với đội hình 12 thành viên. Trong đó, Kai, Chanyeol, Sehun, Suho nhận được sự yêu thích của công chúng nhờ thế mạnh ngoại hình. Lay, Charis, Luhan và Tao lại là những nhân tố đặc biệt khi xuất thân từ Trung Quốc. Những thành viên còn lại là Baekhyun, Chen và Xiumin gây ấn tượng nhờ sự hoạt ngôn. Vừa không có thế mạnh về ngoại hình, lại là người ít nói. Trong thời gian đầu ra mắt, D.O. là thành viên ít được chú ý nhất trong nhóm. Chỉ đến khi EXO trở nên nổi tiếng, sức hút của nam ca sĩ mới dần được khẳng định. Vẻ ngoài mộc mạc, giản dị giúp D.O. có lượng fan đông đảo ở mọi lứa tuổi. Xuất hiện trong chương trình My Annoying Brother của đài JTBC, các thành viên EXO đều thừa nhận D.O. là thành viên được bố mẹ của họ yêu thích nhất. Dù không thường xuyên thể hiện cảm xúc ra ngoài, song D.O. được nhận xét là người chu đáo và sống tình cảm. Tuy tính cách khép kín, D.O. lại có nhiều bạn bè trong showbiz. Ngoài EXO, Lee Kwangsoo, Im Ju Hwan, Kim Woo Bin, Jo In-sung cũng nhiều lần chia sẻ có mối quan hệ thân thiết với nam idol nhà SM. Đặc biệt, sự chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc là một trong những nét tính cách tiêu biểu của chàng trai sinh năm 1993. Quản lý của EXO từng tiết lộ, ở D.O. luôn có sự cân bằng rất tốt giữa việc diễn xuất và việc luyện tập cho ca hát. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy chẳng than phiền một tiếng nào và tiếp tục có những màn trình diễn tuyệt vời ở trên sân khấu. Tôi tin rằng cậu ấy thật sự là một thành viên tuyệt vời của EXO. Tài năng cả trong âm nhạc lẫn diễn xuất. Sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi hát địa phương năm 2010, D.O. tham gia thử giọng cho SM Entertainment. Với màn thể hiện Anticipation của Nayeon Kawan và My Story của Brown Eyed Soul, chàng trai nhỏ nhắn chính thức trở thành thực tập sinh SM trong 2 năm cuối học cấp 3. Debut với tư cách một thành viên của nhóm nhạc nam EXO vào năm 2012, D.O. chinh phục khán giả nhờ tài năng ca hát. Theo chuyên gia âm nhạc phân tích, giọng hát của sao nam sinh năm 1993 được chứng tỏ qua nhiều năm nỗ lực, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của EXO. D.O. đã gây dựng cho mình một lực lượng fandom hùng hậu ở cả trong lẫn ngoài nước. Ca khúc solo đầu tiên của D.O. mang tên That's Okay do chính D.O. viết lời đã trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất năm 2019, được cover bởi loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Theo truyền thông xứ Hàn, từ một thành viên không mấy được chú ý, giờ đây Do Kyung Soo lại là người có thu nhập cao nhất trong EXO nhờ thường xuyên được mời tham gia các dự án cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tháng 9 năm 2016, D.O. đảm nhận vai diễn đầu tiên của mình trong bộ phim điện ảnh Cat với vai Choi Tae-yeon, một học sinh cấp 3. Trong phim, mẹ của Tae-yeon, diễn viên Jung Jung-a, làm việc tại một cửa hàng tạp hóa lớn và đã đứng lên đòi lại quyền lợi cho mình sau khi bị sa thải một cách bất công. Anh cũng thể hiện bài hát trên nhạc nền Cry It Out của bộ phim. Nhờ vai diễn này, anh được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grand Bell Awards lần thứ 52. Dấu ấn điện ảnh của D.O. Vai Han Kang-woo trong It's Okay, That's Love. Bộ phim phát sóng năm 2014 It's Okay, That's Love chính là tác phẩm đầu tiên đánh dấu bước ngoặt khi thành viên D.O. của EXO có thêm danh xưng diễn viên Do Kyung Soo. Với nhân vật Han Kang-woo, một tiểu thuyết gia triển vọng, kỳ tính và thiếu quyết đoán, D.O. được nhà phê bình Heo Ji-won khen ngợi vì diễn xuất ấn tượng khi lần đầu đóng phim. Trong bộ phim này, Do Kyung Soo đã kết hợp ăn ý với Jo In-sung và tạo nên nhiều cảnh quay ấn tượng. Vì vai diễn của anh là một nhân vật có thân thế bí ẩn, nên từ đầu cho tới cuối phim, Do Kyung Soo đã nhận được sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, nam diễn viên cũng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ năng lực diễn xuất ấn tượng trong vai Han Kang-woo. Vai Bum Soo trong Pure Love. Từ những vai phụ đơn giản, D.O. dần khẳng định tài năng và nhanh chóng được nâng lên hàng ngũ nam chính. Phim điện ảnh Pure Love 2016 là tác phẩm đầu tiên do Do Kyung Soo đảm nhận vai chính bên cạnh Kim Soo Hyun. Vai chàng trai Bum Soo đã chiếm được nhiều cảm tình của người xem qua thể hiện tinh tế như cảm xúc của mối tình đầu. Anh đã rũ bỏ hình ảnh của Do khi mang đến hình ảnh một cậu thiếu niên ngây thơ, thuần khiết, sống ở một ngôi làng trên đảo, khác hẳn với một Do cuốn hút trên sân khấu. Với hình ảnh chàng trai trong sáng phù hợp với đề tài mối tình đầu và khả năng diễn xuất ổn định, sau tác phẩm này, Do Kyung Soo đã được đánh giá là có tiềm năng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Vai Go Do-yeon trong My Annoying Brother. Trong năm 2016, sự trưởng thành trong diễn xuất của D.O. tiếp tục được thể hiện khi đóng chung với Jo Jung-suk. Sự phối hợp ăn ý với một nam diễn viên kỳ cựu trong tác phẩm điện ảnh My Annoying Brother giúp Do Kyung Soo ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Trong phim, anh và vai nhân vật Go Do-yeon từng là một vận động viên judo tiêu biểu của Hàn Quốc, nhưng sau một tai nạn bất ngờ khi thi đấu, anh đã không thể nhìn được nữa. Qua vai diễn này, nhờ sự phối hợp ăn ý với Jo Jung-suk và những cảnh quay thể hiện cảm xúc ấn tượng, Do Kyung Soo lại tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Anh và Jo Jung-suk cũng đã thể hiện bài hát chủ đề Don't Worry của bộ phim. Đặc biệt, dù việc đóng vai một người mù không hề dễ dàng, nhưng anh đã hoàn thành vai diễn xuất sắc. Với vai người em bị mù, D.O. đã mang về danh hiệu diễn viên mới xuất sắc của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh một năm sau đó. Cùng với năng lực diễn xuất đa dạng và không ngừng tiến bộ được thể hiện rõ nét thông qua vai diễn này, D.O. đã đạt 5 giải thưởng ở 5 lễ trao giải khác nhau. Liên tiếp sau đó, Do Kyung Soo tham gia các phim điện ảnh và khẳng định tên tuổi qua diễn xuất ổn định. Vai Bin Yi Kwon trong Along with the God. Thu hút được hơn 20 triệu lượt khán giả đến xem, series phim điện ảnh Along with the God là tác phẩm không thể không nhắc đến trong sự nghiệp diễn xuất của Do Kyung Soo. Mặc dù chỉ đóng vai phụ là một Bin Yi, D.O. vẫn không hề bị lép vế giữa hàng loạt tên tuổi lớn như Ha Jung-gu, Kim Dong-kook, Ma Dong-suk, v.v. Nam diễn viên lại một lần nữa cho thấy khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc của mình khi đảm nhận vai diễn này, và để Do Kyung Soo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cùng với sự thành công của bộ phim, D.O. ngày càng khẳng định vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp. Vai Thái tử và quân Đi Úc trong Lan Quân 100 Ngày. Năm 2018, sao nam nhà SM chính thức có vai chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Lan Quân 100 Ngày. Tác phẩm đã đem tới nhiều khía cạnh của Do Kyung Soo khi anh cùng lúc đảm nhận hai vai diễn là Thế tử và chàng quân Đi Úc vô dụng. Dù không được đánh giá cao như các bộ phim lên sóng cùng thời điểm, Lan Quân 100 Ngày lại khiến khán giả bất ngờ khi tạo được những kỷ lục mới về rating ngay từ những tập đầu tiên. Do Kyung Soo đã một mình đảm nhiệm hai vai Thế tử và chàng quân Đi Úc vô dụng, cùng Nam Ji Hyun tạo nên một chuyện tình đáng yêu. Tác phẩm này đã đem tới nhiều khía cạnh của Do Kyung Soo, một người tinh ranh những hài hước, ngọt ngào và sáng suốt. Nam diễn viên thực hiện tốt việc dẫn dắt Lan Quân 100 Ngày, phim truyền hình đầu tiên anh đảm nhận vai chính. Mỗi tập phim được phát sóng đang tạo ra những kỷ lục mới về rating, càng khẳng định được sức hút mà cái tên Do Kyung Soo mang lại. Dù là D.O. của EXO hay Do Kyung Soo của phim ảnh, vai trò nào cũng được anh chàng thể hiện rất xuất sắc. Tháng 7 năm 2019, D.O. khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ nhập ngũ sớm hơn dự định. Trong gần 2 năm vắng bóng, sức nóng của Do Kyung Soo vẫn không hề sụt giảm. Ngay trước khi xuất ngũ, anh đã xác nhận vào vai nam chính cùng ảnh đế kỳ cựu Son Kyung-gu trong The Moon. Bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng của đạo diễn Kim Woo Bin, người làm nên thành công của series bom tấn Along with the God, thử thách thần chết. Trong phim, D.O. sẽ đảm nhận vai diễn là người bị cô lập trên mặt trăng. Đây cũng được coi là tác phẩm được mong đợi nhất trong năm 2021. Đầu năm 2020, D.O. được các nhà phê bình bình chọn là ca sĩ thần tượng có diễn xuất tốt nhất. Tháng 6 năm 2020, anh xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim truyền hình Hello Monster, I Remember You của đài KBS trong vai tên giết người máu lạnh Lee Chun-yong và tiếp tục gây ấn tượng với người xem và giới phê bình. Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin D.O. đã xác nhận tham gia vai nam chính trong tựa phim điện ảnh tình cảm lãng mạn cùng tên, được remake từ tác phẩm Đài Loan đình đám Secret. Trong phim, thành viên nhóm EXO sẽ vào vai nam chính Diệp Tương Luân, bản gốc do Châu Kiệt Luân đóng. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay vào cuối năm 2021. Bên cạnh đó, D.O. còn tiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị album solo ngay trong buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ ngay sau khi xuất ngũ. Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, khán giả sẽ được thấy D.O. trong vai trò là diễn viên lẫn ca sĩ thần tượng.